Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe bài đọc đức tin với tựa đề Điều đó rồi cũng qua đi. Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẻ mặt Bana, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: Này Bana, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ, và ta cho ông 6 tháng để tìm chiếc vòng đó. Bana trả lời: Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài. Nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt. Nhà vua đáp: Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui, nhìn vào nó sẽ thấy buồn. Và nếu ai đang buồn, nhìn vào nó sẽ thấy vui. Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này. Nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẻ bàng. Mùa xuân trôi qua, mùa hạ lại đến, nhưng Bana vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế. Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày ra những món hàng trên một tấm bạc tồi tàn. Bana dừng lại và hỏi: Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng, và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không? Người bán hàng lấy từ tấm bạc lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Bana đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười. Đêm đó, toàn thành phố hân hoan tưng bừng đón mùa lễ hội. Nào ông bạn của ta, vua Salomon hỏi, ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa? Tất cả cận thần có mặt đều cười lớn, và cả chính vua Salomon cũng cười. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Bana đưa chiếc vòng ra và nói: Nó đây, thưa đức vua. Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt ông. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: Điều đó rồi cũng qua đi. Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất cả những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi, tất cả đều hư không. Hãy nhớ lời Kinh Thánh: Anh em nào ở địa vị thấp hèn, hãy khoe mình về phần cao trọng mình. Kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn. Vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên, nắng sẵn, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn. Kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm. Gia Cơ đoạn 1 từ câu 9 đến câu 11. Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Giăng nhất đoạn 2 câu 17. Muốn thật hết lòng.